Nay mình đăng một cái clip này là muốn giới thiệu mọi người là em rùa núi vàng. Đấy. Gần như là full vàng, chỉ bị mấy chấm hạt tiêu ở trên lưng thôi. Đó. Tương lai rất là sáng ngời. Chung là chỉ giới thiệu em rùa này thôi. Còn bài đăng chính là bán, là bán về cái dòng tranh sơn thủy. Bán cọc tiền này. À. Đây, 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 đây. Em rùa núi vàng, tranh sơn thủy và cọc tiền. Chỉ bán tranh và bán tiền, không bán rùa. Nha mọi người nhớ nhá. Đây là đàn rùa của ông đồ Hà Linh. Đây chỉ là một em thôi. Nay mà trời nắng là cho ra chụp thì thôi rồi, đẹp lắm. Để kiếm được một em rùa núi vàng mà full có thể gọi là 98-99% như này là rất là khó. Đây. Xin chào mọi người. Rồi, mọi người nhớ nhá. Mình bán về các dòng tranh sơn thủy. Bán tiền và không bán rùa. Không bán rùa.